Giới thiệu với mọi người, ở trong kinh thành Huế có một ngôi chợ nhỏ nhất. Đây là ngôi chợ nhỏ nhất của kinh thành Huế mọi người nhé. Huế ngày hôm nay mưa khủng khiếp. Công đi, ế lắm. Ế bảo, dạ. Chưa anh mừng TikTok, anh mừng đăng mà anh nói. À, khách ơi, bà con ơi, đi chợ tại ủng hộ. Còn mười mấy người đó. Ủng hộ chợ địa phương á. Ủng hộ chợ địa phương. Trân trọng mến chào bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình mọi người nha. Ngày hôm nay trời vẫn còn mưa, mưa rất là mưa. Mình đưa bà con đi chợ. Và đặc biệt cái ngôi chợ này là một ngôi chợ nó nhỏ nhất ở kinh thành Huế mọi người nhé. Chợ này một điều rất là đặc biệt. Nó chỉ vài gian hàng thôi. Chợ nhỏ nhất kinh thành Huế và ngôi chợ đó là gì? Thì mời bà con, cô bác, anh chị và các bạn chúng ta đi với mình để khám phá ngôi chợ này. Ở đây là cầu cửa Đông Ba. Mọi người thấy trời vậy chưa? Mưa ngập lối. Cũng không ngờ là trong kinh thành Huế có một ngôi chợ nhỏ như thế này. Không phải là chợ Xếp mọi người nha. Đi đường này mọi người tưởng nó là chợ Xếp nhưng không phải chợ Xếp. Không phải là chợ Tân Lộc, càng không phải chợ Tân Lộc. Không phải chợ Cầu Đất. Không phải là chợ Tây Linh. Đố mọi người là chợ gì? Ở đây là đường Ngô Đức Kế. Đường Ngô Đức Kế này là đi vào là chợ Xếp này. Đó. Mà chúng ta không có đi vào chợ Xếp. Ta vẫn đi trên cái trục đường Mai Thúc Loan này. Đây là chạy thiết kế áo dài. Đến cái thời điểm mà cuối năm này nữa, hàng hóa nhiều, người đi mua hàng nhiều, kẹt nữa. Đây là phùng thành Di Mông. Không ngờ là vàng nó lại lên cao á mọi người. Biết là mua vàng để là bây giờ có tiền luôn rồi. Đây này bắn cây thông Noel này. Ở đây là cái đoạn đường ngã ba ngã tư giao nhau. Ở trong kinh thành Huế thì mới làm mấy cái đường cũng rất là đẹp. Lần này là một trong những cái phố ẩm thực về đêm. Hôm trước mình có quay một vòng ở những xe xích lô như vậy đó, chợ chạy không á, chạy dạo á. Âm thanh những cái tiếng mưa rơi, những tiếng xe chạy, xe chở hàng hóa rất là quen thuộc mỗi ngày với bà con. Ngày nào mình cũng view một vòng từ kinh thành Huế ra đến ven làng quê. Rồi cần cảnh những cái điểm địa điểm du lịch sông Hương, mùa lũ lụt hay là bánh ép xín. Dạ, như Huế quay thì chỉ có cập nhật là chủ yếu. Cập nhật thôi mọi người. Cập nhật mỗi ngày, Huế ngày mới. Đây là Nhật Lệ và giao nhau với lại đường Đò Thị Điểm mọi người nhé. Ẩm thực Huế trong kinh thành đa dạng phong phú, ngon lành, rẻ. Vào tuyến đường Phùng Hưng, bà con đã đoán ra được ngôi chợ này là ngôi chợ nào chưa mọi người? Ngôi chợ đây nó nằm gần đây thôi mọi người ơi. Chợ này rất là ít người biết. Đây, mưa xuống đường rồi. Xe thua. Bà con bán hàng vất vả này ơi. Cơm bình dân, mì Quảng, bún bò Huế, bún nghệ. Mà con đón ra được ngôi chợ nào cho mọi người. Mình sắp đi vào ngôi chợ này đó. Đấy, ngôi chợ này là đi từ đường Phùng Hưng để vô đường Tạ Quang Bửu mọi người nhắc. Đây, Tạ Quang Bửu. Ở đây có một ngôi chợ nhỏ nhất kinh thành Huế. Chợ này bán cái gì chúng ta vào khám phá thôi. Giới thiệu với mọi người, ở trong kinh thành Huế có một ngôi chợ nhỏ nhất. Đây là ngôi chợ nhỏ nhất của kinh thành Huế mọi người nhé. Cập nhật khám phá xem ngôi chợ này là ngôi chợ nào mà nó nhỏ như vậy. Huế ngày hôm nay mưa khủng khiếp. Đó, đây chính là ngôi chợ Tịnh Tâm. Thăm cái gian hàng của bác. Bác bán hàng ở đây hả bác? Dạ. Chợ của mình lâu chưa mà thấy nhỏ nhỏ đi bác hay? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Dạ, hôm mấy chục năm rồi bác hay là hồi xưa ấy chứ luôn? Không, sau này hồi xưa chứ. À, sau ni hả? À, mười mấy năm rồi. À, không mười mấy năm hả? À, dạ. Là bác bán ở đây cũng mười mấy năm luôn rồi hả? À, dạ, thế hả?
Bác giỏi vậy, bác bán hàng la kim rồi, hàng rau củ rồi. Dạ. Bây giờ là hơi khó khăn hơn hồi trước. À, khó khăn hơn hồi trước. Ở đây là sinh viên nhiều, bây giờ là hầu như là còn vài người thôi. À, còn vài người thôi. Dạ. Hồi xưa là đông lúc lắm. Dạ. À, bữa nay là còn le teo vài người thôi hả? Dạ. Bác bán của chợ mình có được không? Tạm không hay là? Ba tiểu thương là lau quạt. Mười mấy người đó. À, còn mười mấy người. Bữa nay ế quá, người ta chuyển đi chỗ khác rồi hãy. Dạ. Mua bắp su, bắp cải. Rồi con cảm ơn bác nhiều nghe. Chợ Tình Tâm này mê. Dạ, con ghé thăm chợ tí. Một vài gian hàng thôi. Dạ. Mấy gian hàng rau. Dạ. Chờ số 2 Tình Tâm. Dạ, số 2 Tình Tâm. Dạ. Đo cho càng ngày càng đông, cho càng ngày càng người luôn. Có người luôn hả? Đông đi, ế lắm. Ế phải không? Dạ. Chứ anh mừng TikTok, anh mừng đăng mà anh nói. À, khách ơi, bà con ơi, đi chờ tại ủng hộ. Dạ. Dạ. Chờ nhỏ nhưng mà bằng ế mọi người đó, chứ phải là nhỏ mà. Cái tê được lắm. Ngày xưa được lắm hả? Dạ. Con khó, còn xung bay em hả? Đây là gian hàng thịt heo của O Chi O nhỏ. Trời này bán mà ít khách quá, lành lẹo hay. Trời này có người lắm nha. Dạ. Chắc gì ấy. Dạ. Heo thì heo cỏ, heo bức ngon ấy. Dạ. Mà không có ai lại ủng hộ cả. Không ai ủng hộ, không ai mua cả. Tôi ăn là người bán trên chỗ mình mua mấy thịt ăn đây. Đây là gian hàng thịt heo của con nhỏ. Con nhỏ bán thịt heo. Nên mọi người nhìn tầm quan của ngôi chợ này nhỏ hơn một vài người bán. Dạ, heo ngon. 50.000 đồng. Dạ, 50 mặc cả một bì đi lên. Bì. Về ăn bữa luôn. Đây anh này, hàng rau đây đẹp này. Anh qua hàng rau đẹp không có người nè. Dạ. Thiệt ơi. Tôi nói là hàng rau đẹp cũng có người TikTok về cái khách họ tới này, rau đẹp và rẻ này. Ô, hay đi chợ đi không? Đi chợ mua nữa. À, ô, gần đây anh. Ủng hộ đó, ủng hộ chợ địa phương á. Ủng hộ chợ địa phương hả? Ủng hộ rau đẹp thì sợ chứ, Nguyệt dạ. Nói chị nói em. Nói chị nói gì? Dạ, cho anh TikTok đang anh mừng chi đó. Ủng hộ cái này chị nói là uống chị. Đây mà có người ghé mua là vui lắm rồi. Đây thì mặt hàng gì mình thấy rau củ quả chứ không có cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Không gian hàng tươi sống. Đây là chị bé bắn cá này. Bá được không chị bé? Bá được không? Người không ai mua hết à? Tội chứ. Dạ. Ừ. Người bán mà không thấy người mua thiệt luôn. Dạ.